Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nước ta giai đoạn 2016-2020 lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, nhưng mới đáp ứng được gần 210.000 tỷ đồng. Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của cả nước là rất lớn, nhưng vốn ngân sách nhà nước theo sự cấp phát của chính phủ chỉ đạt hơn 188.000 tỷ đồng, chiếm gần 31% so với số vốn ngân sách cần cho giai đoạn 2016-2020. Vậy trong bối cảnh vốn ngân sách còn khó khăn, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển hạ tầng giao thông? Tất cả sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên đề tuần này với chủ đề gọi vốn cho hạ tầng giao thông. Kính mời quý vị theo dõi. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông cả nước giai đoạn 2016-2020 là khoảng 952.731 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 604.814 tỷ đồng và vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước là 347.917 tỷ đồng. Ngoài ra, theo yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải chỉ được phân bổ chi tiết 90% số vốn được thông báo là 209.111 tỷ đồng, tức chỉ có khoảng 188.200 tỷ đồng. Như vậy, số vốn ngân sách nhà nước được phân bổ chỉ đáp ứng được khoảng 31% tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước, bao gồm vốn ODA, vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020, số vốn ngân sách nhà nước được phân bổ cho hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng khoảng 31% tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước. Đây sẽ là những trở ngại rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đề ra. Mặc dù hạ tầng giao thông là mạch máu nền kinh tế, nên nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì phải rất lâu nữa mới có thể hoàn thiện được hệ thống hạ tầng giao thông này. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn đấy, thì xã hội hóa giao thông kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đầu tư là phương án tất yếu. Nhưng theo các chuyên gia, để kêu gọi được nguồn vốn đầu tư này là rất khó khăn. Số vốn ngân sách nhà nước từ nay đến năm 2020 chỉ đáp ứng được hơn 30% tổng nhu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, dẫn đến rất khó khăn trong việc phân bổ nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư của Bộ. Điển hình, ngành đường sắt Việt Nam là một trong năm lĩnh vực giao thông trọng điểm của đất nước. Trải qua thăng trầm trên 100 năm lịch sử, với sự bứt phá của các phương tiện vận tải khác, thì đến nay, ngành không những không phát triển thêm mà chất lượng hạ tầng không duy trì được trạng thái ban đầu do kinh phí bảo trì, duy tu hàng năm chỉ được cấp trên dưới 30% tổng nhu cầu. Do nguồn vốn đầu tư từ ngân sách chỉ được dốc nhỏ giọt, nên ngành đường sắt luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhu cầu cho đường sắt là rất lớn, bao gồm nhu cầu cho đường sắt đối với lại chúng ta xây dựng tuyến đường sắt mới khổ 1435, tốc độ từ 160 đến 200 và có thể đến 350, cũng như là đường đôi để chúng ta có thể kết nối với lại đường sắt quốc tế, thì đấy là một cái nhu cầu rất là lớn. Cái nhu cầu thứ hai là đối với lại đường sắt, hệ thống đường sắt hiện hữu thì chúng ta vẫn phải quản lý, vận hành, khai thác để nó đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như là quyền đi lại của người dân. Nhưng mà trong khi lại trong cả suốt quá trình thì chúng ta cái đầu tư cải tạo nâng cấp lại rất là thấp. Bên cạnh đó thì cái chi phí duy tu sửa chữa thường xuyên cho chúng ta chỉ đáp ứng được khoảng trên 30%. Như vậy, nguyên nhân của sự xuống cấp của ngành đường sắt là do nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển hạ tầng còn hạn chế và việc đầu tư cho đường sắt cần nguồn lực rất lớn. Trong bối cảnh vốn ngân sách dành cho phát triển hạ tầng giao thông còn eo hẹp, thì cơ quan quản lý cũng khẳng định rằng việc huy động vốn từ nguồn xã hội hóa, từ các doanh nghiệp tư nhân trong nước và quốc tế là quan trọng. Một trong cái xuất phát điểm ấy, đó là nhà nước là kêu gọi xã hội hóa do cái nguồn lực để phát triển cái gọi tầng đáp ứng cho phát triển nhanh của kinh tế xã hội thì không thể là có ngay được, thì sẽ phải huy động từ cái khối tư nhân, các cái doanh nghiệp có thể đầu tư và có thể thu phí. Trong khi đó, tại Việt Nam, PPP là một hình thức thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng giao thông được coi là giải pháp tối ưu và là xu hướng, thì khung pháp lý để mô hình này triển khai lại mới chỉ dừng ở nghị định, nên phụ thuộc vào các luật khác như luật doanh nghiệp, luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật đất đai và các văn bản dưới luật khác.
nhiều nội dung của các luật, nghị định, văn bản hướng dẫn lại có sự chồng chéo và mâu thuẫn nhau, đang là một trở ngại lớn thu hút vốn ngoài ngân sách. Một số các cái quy định liên quan đến bảo đảm của chính phủ, đặc biệt là bảo đảm về quản lý ngoại hối chẳng hạn, thì chưa thể giải quyết được ở một cái cấp như cái nghị định về PPP này. Tuy nhiên là chúng tôi cũng cho rằng là những cái vấn đề then chốt, một số vấn đề then chốt liên quan đến quản lý ngoại hối, liên quan đến bảo đảm chuyển đổi ngoại tệ thì chưa thể giải quyết được trong nghị định này, thì cái thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn chưa có. Cái nguồn vốn mà nguồn vốn tư nhân đầu tư cho lĩnh vực này cũng còn chưa được nhiều so với tiềm năng của khu vực tư nhân. Và cái hiệu quả đem lại nó chưa tương xứng với cái kỳ vọng. Thế thì nguyên nhân từ đâu và giải pháp như thế nào? Thì cái nguyên nhân đầu tiên như chúng ta phân tích ở trên đó là cái cơ chế chính sách pháp luật về các dự án PPP hiện nay nó chưa thực sự đồng bộ, chưa thực sự là thống nhất, chưa rõ ràng minh bạch và nó còn rất nhiều những điểm nghẽn mà chúng ta cần tháo gỡ. Theo Nghị định số 63 năm 2018, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư ở các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Để có thể triển khai dự án, ngoài vốn đối ứng từ phía cơ quan nhà nước thấp, khoản vốn còn lại nhà đầu tư sẽ đi vay. Tuy nhiên, nhà đầu tư khó tiếp cận các tổ chức tín dụng trong nước do chính sách siết chặt tín dụng cho lĩnh vực giao thông để hạn chế nợ xấu của ngân hàng nhà nước. Dòng vốn đổ vào đầu tư giao thông của chúng ta về cơ bản nó không được tích cực như là mong muốn. Có hai lý do chính. Cái thứ nhất ý, là trong thời gian vừa qua cái rủi ro chính sách đối với các dự án BT, BOT nó khá là lớn. Chính vì thế mà Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng là cần phải kiểm soát cho vay đối với các dự án BOT và BT nhằm kiểm soát nợ xấu có thể phát sinh trong tương lai. Theo mô hình PPP hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là cùng nhau hưởng lợi và chia sẻ rủi ro trong suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, thực tế các dự án hạ tầng giao thông hiện nay thì những rủi ro này các nhà đầu tư phải tự gánh chịu. Về rủi ro, từ phía cơ quan nhà nước là rất là ít và nhà đầu tư tư nhân gánh hầu hết tất cả mọi cái rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện cũng như là quá trình vận hành. Có khách sử dụng cái tuyến đường đó hay không, nếu nó không được như dự tính ban đầu thì nhà nước có phần nào bù lỗ cho họ hay không thì hầu như là không, và nhà đầu tư gánh hết tất cả mọi rủi ro. Thì gánh rủi ro như vậy mà cái lợi nhuận thu lại không có vẻ là nhiều thì chẳng ai mặn mà cả. Cái vấn đề đầu tư giải phóng đền bù của chúng ta rất chậm trễ để tạo ra cái quỹ đất sạch để nhà đầu tư có thể để làm được, thì cái đấy nó ảnh hưởng đến vốn đầu tư, ảnh hưởng tiến độ, ảnh hưởng lòng tin. Người ta cam kết đầu tư đấy 3 năm nhưng khi kéo dài 5 năm, 7 năm chưa xong thì rõ ràng là phải thêm vốn, thêm thời gian, nguồn lực thì họ sẽ làm. Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông kêu gọi đầu tư theo mô hình PPP không có nhà đầu tư tham gia hoặc chỉ có một nhà đầu tư tham gia nên có tình trạng chỉ định thầu, thiếu minh bạch trong đầu tư. Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng giao thông ngày càng lớn, nguồn vốn từ ngân sách rất khó khăn. Trong khi đó, lại còn quá nhiều các rào cản vướng mắc khiến cho đầu tư vào hạ tầng giao thông chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư. Nên việc thu hút vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thời gian tới hết sức gian nan. Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, Chính phủ Việt Nam xác định việc huy động nguồn vốn từ khối doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, thu hút được nguồn vốn này cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, có sự kết hợp của nhiều bộ ngành địa phương mới có thể tháo gỡ được những điểm nghẽn trong thu hút vốn cho hạ tầng giao thông. Thì khi cái luật PPP ra đời thì lúc đó toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến cái việc mà thu hút nhà đầu tư nước ngoài một cách đầy đủ ấy, vào trong tham gia vào trong cái hợp tác công tư PPP nó sẽ được đi vào thực tiễn. Nhà nước phải mạnh dạn đưa ra những cơ chế chính sách thông thoáng hơn nữa, phải xây dựng cái khung pháp luật đồng bộ, thống nhất và phù hợp để mà tạo ra một cái liều kích thích rất là mạnh cho các cái nhà đầu tư tư nhân, người ta bỏ vốn đầu tư vào các dự án về hạ tầng giao thông. Đấy. Và cái thứ hai nữa, các giải pháp về kinh tế và tài chính. Đấy.
Thì nhà nước muốn thu hút được một đồng vốn tư nhân thì nhà nước cũng phải có một cái đồng vốn đối ứng, gọi là vốn mồi. Chắc chắn là kinh nghiệm số nước là mình phải có một cái công ty, gọi là công ty, gọi là phát triển hạ tầng, tạo ra cái quỹ đất sạch trước đã. Mình làm công tác giải phóng đền bù trước đi. Thế sau đó thì giao chủ đầu tư, khi đã có những cái vấn đề xong về vấn đề đất đai rồi thì họ chỉ đầu tư rồi, chắc chắn rất nhanh và cái đồng tin của chủ đầu tư sẽ tốt hơn. Khi mà muốn kêu gọi xã hội hóa về các công trình hạ tầng, nó phải có được sự chia sẻ về mức độ ưu đãi, về chính sách thuế, về chính sách vốn, cũng như là cái sự chia sẻ về rủi ro từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Xu hướng kêu gọi đầu tư tư nhân vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông vốn rất thịnh hành tại nhiều quốc gia trên thế giới đã góp phần giải quyết những khó khăn về ngân sách, đáp ứng đòi hỏi về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Cơ quan phát triển Pháp AFD đã tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông của Việt Nam. Trong quá trình thực tiễn tham gia này, cơ quan này cho rằng để Việt Nam thu hút được vốn tư nhân vào các dự án hạ tầng giao thông, cần phải triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VITV với Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về hệ thống giao thông hạ tầng tại Việt Nam hiện nay? Hiện nay, Việt Nam có mức tăng trưởng cao từ 6 đến 7% trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của đô thị khoảng 3%, nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 600 tỷ đô la trong vòng từ 10 đến 20 năm tới là con số rất lớn, gấp 3 lần GDP. Với mức tăng trưởng mạnh, gây nên áp lực về đường bộ, áp lực về giao thông, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, đây là thách thức lớn với Việt Nam. Thưa ông, là AFD đã tham gia những dự án giao thông nào tại Việt Nam và trong quá trình triển khai thì ADB có gặp những khó khăn vướng mắc gì không ạ? Chúng tôi đã triển khai một số dự án lớn về giao thông công cộng tại Việt Nam như dự án cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai và tuyến tàu điện ngầm số 3 Nhổn - Ga Hà Nội. Trong quá trình triển khai các dự án, chúng tôi đã gặp 3 khó khăn lớn. Thứ nhất là các dự án giao thông công cộng được triển khai trong những khu vực có dân cư đông đúc, nên giải phóng mặt bằng thi công rất phức tạp và mất nhiều thời gian vì có rất nhiều người dân trong những khu vực đó bị ảnh hưởng. Khó khăn thứ hai, những dự án giao thông phức tạp thường có sự tham gia của rất nhiều bên liên quan như chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ vốn, sự tham gia của Ủy ban Nhân dân của các địa phương có dự án. Mỗi bên lại có một quy trình khác nhau. Khó khăn thứ ba là khó khăn chung về nguồn vốn tài trợ ODA, vì Việt Nam hiện nay đang muốn giảm trần nợ công xuống, nên giảm nguồn vốn vay ODA từ các nhà tài trợ, nên các dự án này cũng gặp khó khăn về nguồn vốn, dẫn đến các dự án kéo dài thời gian thực hiện. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế giúp Việt Nam có thể thu hút vốn, kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông của Việt Nam? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Trong thời gian tới, Việt Nam cần có một số vốn rất lớn cho hạ tầng giao thông để bổ sung nguồn vốn cho cơ sở hạ tầng. Việt Nam sẽ cần nguồn vốn lớn đến từ các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài. Để làm được điều đó thì chính phủ Việt Nam cần phải có những giải pháp như sau. Việt Nam cần đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng, cần phải cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cần phải có nhiều tiến bộ hơn, minh bạch trong quá trình sử dụng nguồn vốn, đẩy nhanh quá trình sử dụng vốn. Các nhà tài trợ vốn phải được làm việc trực tiếp nhiều hơn với các tỉnh thành của Việt Nam, vì cơ sở hạ tầng giao thông thiếu ở các tỉnh. Ai là người hiểu rõ về nhu cầu của các tỉnh thì chỉ có Ủy ban Nhân dân có thể hiểu rõ nhất. Được làm việc trực tiếp với các tỉnh là một xu hướng và đòi hỏi cấp thiết để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Phải phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư, có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân vào các dự án của nhà nước. Phải có mô hình hợp đồng rõ ràng, minh bạch để các nhà đầu tư thấy được sự an toàn, để có thể giữ chân các nhà đầu tư tư nhân đầu tư dài hạn vào các dự án. Một hướng đi nữa có thể áp dụng cho Việt Nam, đó là từ kinh nghiệm của Pháp. Ngoài các khoản vay có bảo lãnh của chính phủ dành cho các doanh nghiệp nhà nước, thì hiện nay có thể vay các khoản cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp mà không cần có bảo lãnh của chính phủ thông qua các ngân hàng thương mại. Chúng tôi là những nhà tài trợ vốn, rất mong chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ ngành địa phương cần có đơn giản hóa, thống nhất các thủ tục hành chính, đặc biệt phải cam kết sử dụng nguồn vốn vay một cách hiệu quả nhất. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, như vậy hạ tầng giao thông chính là trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, thu hút được nguồn vốn tư nhân cho hạ tầng giao thông là một chiến lược rất quan trọng.
Vì vậy, cần phải có sự kết hợp của nhiều bộ ngành địa phương mới có thể tháo gỡ được những khó khăn kể trên. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.